Lộ diện nghi phạm và nguyên nhân vụ nổ súng tại quán cà phê khiến một giám đốc trúng đạn, gục tại chỗ. Vụ việc gây xôn xao dư luận mấy ngày qua về việc khi đang ngồi uống cà phê trong quán cùng nhóm bạn, thì một người đàn ông là giám đốc một công ty bất động sản ở thành phố Vinh, Nghệ An bị trúng đạn dẫn đến bị thương, phải nhập viện cấp cứu. Cụ thể, khoảng 8 giờ 30 phút sáng ngày 20 tháng 11, nhiều người nghe thấy 7-8 tiếng súng vang lên rồi lần lượt bỏ chạy. Sự việc khiến anh Tê, 49 tuổi, trú phường Quang Trung, thành phố Vinh, gục tại quán cà phê. Anh Tê được bạn bè nhanh chóng đưa đi cấp cứu. Sau khi vụ việc xảy ra, đến 10 giờ 35 phút cùng ngày, công an thành phố Vinh đã bắt giữ Đậu Đức Thuận, sinh năm 1984, trú phường Hưng Bình, thành phố Vinh, là nghi phạm nổ súng để điều tra làm rõ vụ việc. Nạn nhân là anh NDT, sinh năm 1973, trú tại thành phố Vinh, giám đốc một doanh nghiệp bất động sản bị gãy xương cánh tay trái. Qua xác minh ban đầu, cơ quan điều tra xác định do mâu thuẫn trong chuyện tình cảm nên Thuận đã dùng súng bắn anh T. Ngày 22 tháng 11, tại cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Nghệ An, bước đầu, Đậu Đức Thuận đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình và khai nhận lý do gây án. Theo đó, Thuận khai nhận vợ của mình và vợ của anh NDT, sinh năm 1973, trú tại thành phố Vinh, giám đốc một doanh nghiệp, quen biết và hùn vốn mở chung một xưởng may quần áo. Thời gian gần đây, Thuận nghi ngờ anh T có mối quan hệ mờ ám với vợ mình nên giữa hai bên đã có nhiều mâu thuẫn, lời qua tiếng lại. Trong quá trình mâu thuẫn, Thuận cũng nhiều lần đe dọa sẽ xử anh Tê. Ngoài việc nghi ngờ vợ mình và anh Tê có mối quan hệ mờ ám, Thuận cũng khai nhận giữa Thuận và anh Tê mâu thuẫn trong việc làm ăn ở xưởng may nói trên. Mâu thuẫn kéo dài, Thuận đã quyết định dùng súng xử anh Tê. Hiện sự việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.